Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thực hiện hơn 20 vụ trộm két sắt. Trước đó, công an phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Thấy công an, các đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát và bị bắt giữ ngay sau đó tại cầu Cao Lãnh. Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ một két sắt cùng nhiều tang vật. Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan. Trước đó, băng nhóm này đã thực hiện trên 20 vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh.